Ngày 13 tháng 8, Tòa Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài, 23 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang, 12 tháng tù, và Phạm Nhật Quang, 23 tuổi, ngụ tại tỉnh Hậu Giang, 15 tháng tù, cùng về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, Tài và Quang điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp để tránh chốt kiểm dịch COVID-19 tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thời điểm này, Trung úy Huỳnh Minh Đức, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Cái Răng đang trực tại chốt kiểm dịch, phát hiện nên ra hiệu lệnh cho cả hai dừng xe để vào chốt kiểm tra y tế. Tuy nhiên, Tài không tuân thủ việc kiểm tra mà điều khiển xe bỏ chạy vào đường dân sinh thuộc khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng. Anh Đức điều khiển xe mô tô chuyên dụng bật còi hú đuổi theo, qua ngồi phía sau gạt lá cây ven đường và cởi áo mặc trên người ném về hướng anh Đức nhằm cản trở việc truy đuổi. Sau đó, xe của anh Đức áp sát xe của Tài và Quang, hai đối tượng này ngã xuống lề đường. Quang rút dao chống trả nhưng bị anh Đức khống chế. Tài dùng dao đe dọa tấn công anh Đức nhằm giải vây cho Quang và hai đối tượng tháo chạy vào khu vực ruộng lúa rồi vượt sông hòng bỏ trốn. Lực lượng công an và nhân dân trong khu vực đã tổ chức vây bắt được hai đối tượng này ngay sau đó. Tại tòa, Tài và Quang thừa nhận hành vi phạm tội. Tài khai thời điểm trên cả hai rủ nhau đi trộm trái cây nhưng Tài thấy trong người không được khỏe nên cả hai trở lại. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tòa tuyên phạt Quang và Tài mỗi bị cáo mức án từ 12 đến 18 tháng tù. Nói lời sau cùng, cả hai ăn năn hối lỗi. Cả hai cho rằng do mất cha mẹ từ sớm, thiếu sự giáo dục nên chưa nhận thức hết hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, cả hai mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình, lo cho vợ và con nhỏ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.